biến chứng nặng nề khi đi làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ giả danh bệnh viện và bác sĩ uy tín. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm điều trị trầm cảm không dùng thuốc, dựa vào cộng đồng. Bị sốt siêu vi, khi nào thì cần tới bệnh viện? Bác sĩ chuyên khoa trả lời thắc mắc từ khán giả. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi Alo Doctor, bản tin y tế và giải đáp các thắc mắc sức khỏe phát sóng mỗi ngày trên VTV9 và các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là tin mới có liên quan tới Covid-19. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và bãi bỏ một số văn bản phòng chống dịch Covid-19. Đây là đề xuất mới nhất của Bộ Y tế sau 3 năm thực thi các biện pháp đặc thù chưa từng có tiền lệ. Đề nghị này xuất phát từ thực tiễn kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam, khi mà nhiều chính sách được ban hành trước đây không còn phù hợp. Với việc công bố hết dịch Covid-19 thuộc nhóm A và thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 thuộc nhóm B, người mắc Covid-19 đang điều trị trước ngày quyết định này có hiệu lực sẽ tiếp tục áp dụng thanh toán theo nghị quyết 80 năm 2023 của Quốc hội. Người dân Việt Nam sớm được tiếp cận vaccine sốt xuất huyết. Qdenga, loại vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết đã được cấp phép sử dụng tại hơn 30 quốc gia, sẽ sớm được đưa về phục vụ người dân khi được Bộ Y tế cấp phép. Vaccine được sử dụng cho người từ 4 tuổi trở lên và được đánh giá là có thể tạo phản ứng miễn dịch ở mức độ khác nhau đối với cả 4 chủng virus đang lưu hành, giúp phòng bệnh và giảm khả năng nhập viện ở người mắc sốt xuất huyết. Trong khi đó, thì nhiều bệnh viện, trung tâm y tế trên cả nước đã hết vaccine viêm gan B tiêm miễn phí cho trẻ sơ sinh. Đây là loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Vì vậy, nhiều người đã phải chuyển sang vaccine dịch vụ có trả phí. Do hết vaccine miễn phí nên hệ thống tiêm chủng VNVC ở nhiều địa phương ghi nhận số trẻ sơ sinh, thai phụ đến tiêm vaccine viêm gan B dịch vụ tăng 50% trong những ngày qua. Vaccine viêm gan B trong chương trình tiêm chủng mở rộng được tiêm miễn phí mũi đầu tiên trong vòng 24 giờ sau sinh. Đây là thời gian vàng tiêm vaccine viêm gan B cho trẻ để ngăn ngừa lây nhiễm virus viêm gan B và ung thư gan. Bệnh nhân nữ 69 tuổi đã bị biến chứng thủng tử cung do đặt vòng tránh thai rồi bỏ quên trong 30 năm. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chướng bụng, đau đớn, ra dịch máu âm đạo do vòng tránh thai xuyên thủng đáy tử cung vào ruột. Bác sĩ đã phải mổ cấp cứu cắt tử cung bán phần, khâu lỗ thủng ruột non, rửa sạch ổ bụng và sau 6 ngày đã phải mổ lại lần hai. Khuyến cáo của y khoa đối với vòng tránh thai là chỉ nên sử dụng trong vòng 5 năm. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm điều trị trầm cảm không dùng thuốc tại cộng đồng từ mô hình của các trung tâm y tế. Đây là chương trình được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với sự hỗ trợ của Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam. Bước đầu sẽ triển khai thí điểm mô hình quản lý trầm cảm dựa vào cộng đồng tại 5 trạm y tế là trạm y tế An Thới Đông, huyện Cần Giờ, trạm y tế Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, trạm y tế Tân Hưng Thuận, quận 12, trạm y tế Phú Trung, quận Tân Phú và trạm y tế phường 15, quận Tân Bình. Qua đợt khám sức khỏe thí điểm cho người từ 60 tuổi trở lên, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận có tới 420 người có dấu hiệu trầm cảm từ nhẹ tới nặng, chiếm tỷ lệ 3,05%, và phát hiện 295 người có dấu hiệu lo âu từ nhẹ tới nặng, chiếm tỷ lệ 2,14%. Bị sốt siêu vi có cần thiết phải đi bệnh viện hay không? Nếu có thì đi khi nào? Thắc mắc phổ biến này từ các khán giả gửi về cho tổng đài 1900 969 600 sẽ được các bác sĩ giải đáp trong phần cuối sau các cảnh báo quan trọng khác. Các chuyên gia y tế cho rằng hai ca đậu mùa khỉ lây nhiễm nội địa mới đây chứng tỏ là bệnh đã du nhập vào Việt Nam và lưu hành trong cộng đồng, trong bối cảnh số ca ở Trung Quốc và Thái Lan đang tăng. Vì vậy, giám sát, kiểm tra và tăng cường phát hiện các ca bệnh từ các cơ sở y tế đóng vai trò rất quan trọng. Bệnh viện Gia Liễu, Thành phố Hồ Chí Minh, đây là nơi phát hiện và ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ gần đây nhất. Việc tuân thủ quy trình giám sát bệnh và phối hợp nhanh, chặt chẽ với Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ việc khoanh vùng các ca bệnh được nhanh chóng. Bệnh viện thì cũng đã xây dựng một cái quy trình để mà tầm soát, đặc biệt là đối với lại những cái trường hợp nào mà có các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ thì bệnh viện có một cái quy trình xử lý đặc biệt riêng biệt để nhằm thứ nhất đó là phát hiện sớm đối với lại các trường hợp có thể là nghi ngờ bệnh lý đậu mùa khỉ. Thứ hai đó là cái quy trình để đảm bảo kiểm soát nhiễm khuẩn để tránh cái việc mà lây lan bệnh lý ra cho người khác. Và cuối cùng đó là thực hiện các báo cáo một cách kịp thời. Hiện các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã khởi động lại hệ thống giám sát,
khu cách ly và những bản hướng dẫn như thế này để hỗ trợ người bệnh, đồng thời giúp nhân viên y tế phát hiện sớm ca nghi ngờ, tránh bỏ sót cũng như tránh được việc lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế khi khám bệnh. Đối với các cái cơ sở y tế khám chữa bệnh thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên cảnh giác cao, tức là đối với những bệnh nhân mà có cái hội chứng đầu mùa khỉ như tôi đã nêu, ví dụ có sốt, phát ban, đặc biệt mụn nước, mụn mủ và những nổi quanh da lòng bàn tay, bằng chân hoặc là đặc biệt ở vùng kín, thì chúng ta phải lưu ý đến bệnh này để kịp thời chúng ta chẩn đoán sớm và gửi mẫu sớm, chúng ta tăng cường phát hiện sớm và khi đó thì chúng ta phải phòng ngừa sớm được lây lan cho cộng đồng. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Trung tâm Y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo các trạm y tế phường, xã, thị trấn tiếp nhận các trường hợp khai báo có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ và hướng dẫn đến các cơ sở y tế để khám và được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Một số thẩm mỹ viện không phép đã mạo danh các bác sĩ của các bệnh viện lớn để dụ dỗ bệnh nhân. Trong thời gian vừa qua, thì khoa phẫu thuật và tạo hình thẩm mỹ Bệnh viện Bưu điện ở Hà Nội đã tiếp nhận nhiều trường hợp biến chứng do hút mỡ phẫu thuật tạo hình vùng bụng tại một số cơ sở mạo danh các bác sĩ của chính bệnh viện này. Đây là một trong số nhiều bệnh nhân bị lừa đến cơ sở thẩm mỹ giả mạo Bệnh viện Bưu điện để làm thủ tục hút mỡ bụng. Giá thành rẻ và được thuyết phục là do bác sĩ có tên tuổi thực hiện, rằng đây là phòng khám riêng của bác sĩ. Những điều này đã khiến nhiều người tin tưởng. Khi đến đấy khám thì em lại thấy không có một cái gọi là biển hiệu hay là một giấy tờ hay gì cả. Em cũng đi vào xem thì thấy cũng có một số bệnh nhân ở trong. Khi vào em có hỏi chị ấy thì chị lại bảo là làm luôn ở cơ sở này chứ không phải vào viện. Thì em thấy hơi sợ nên em đã đi về. Còn bệnh nhân này khi tìm hiểu, thấy hình ảnh của bác sĩ và logo Bệnh viện Bưu điện nên đã tin tưởng đến làm, mặc dù trước đó còn nhiều hoài nghi. Bụng mình ấy nó lồi lõm, mà cái vết hút đấy ấy, nó lại bầm tím mà mình cảm giác nó không lành được ấy. Nên mình rất là sợ, mình cảm giác là sắp lòi thịt ra đến nơi đấy. Người nhà mình ấy thì mới bảo là cái trang trình thống của bệnh viện, mà làm thì làm tại bệnh viện chứ không làm ở phòng khám đâu hết cả. Trong thời gian vừa qua thì có những cái bệnh nhân vào trong tình trạng rất là nặng nề, tức là người ta hút mỡ xong thì hoại tử toàn bộ bụng, tức là đâm hẳn vào ruột, thủng đại tràng và trong tình trạng tiền sốc. Bên cạnh đó thì những cái bệnh nhân bị hoại tử, ví dụ hoại tử vùng đùi, bỏng do sau khi mình hút mỡ vùng đùi, vùng cánh tay. Đây là hình ảnh của bác sĩ Hoàng Mạnh Ninh và đồng nghiệp bị các cơ sở thẩm mỹ chui đưa lên trang Facebook kèm theo số điện thoại của cơ sở. Hiện bệnh viện đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng để vào cuộc xác minh xử lý. Tổng đài 1900 96 9600 của Alo Doctor đã nhận được câu hỏi như sau. Tôi có tiền sử bị hen suyễn và hiện đang nhiễm SUV, tới nay là ngày thứ 3. Các triệu chứng như là ho, rát cổ, mệt mỏi, đau đầu không thuyên giảm. Vậy thì tôi có cần phải tới bệnh viện hay không? Bác sĩ Quách Minh Phong, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Lê Văn Thịnh sẽ giải đáp câu hỏi này. Cái mùa này là cái mùa bệnh của siêu vi, mà ở Việt Nam chúng ta mình những cái viêm phổi là do siêu vi rất là nhiều. Nhưng mà nếu như siêu vi không thì chúng ta thấy là nó tự khỏi, tại vì nó là cái bệnh lành tính, nhưng mà nó đôi lúc khi nó vào cơ thể chúng ta thì nó làm cho biến chứng. Thì biến chứng là gì? Là viêm phổi. Từ cái viêm phổi nhiễm siêu vi sang viêm phổi do vi trùng, bởi vì trong cái đường hô hấp chúng ta là lúc nào cũng có những cái vi trùng mà nó tồn tại cho nó hết. Thì chính những cái anh chàng này đây thì ảnh sẽ làm cho từ khi mà người bạn bình thường ta nó trở thành kẻ thù. Cho nên tốt nhất cái vấn đề là khi bị nhiễm siêu vi thì những người có bệnh nền thì nên vào gặp bác sĩ. Dù cho nó là nhiễm siêu vi gì thì chúng ta cũng phải điều trị theo cái hướng. Thứ nhất là chúng ta phải hạ sốt, chúng ta cho uống thuốc sốt liên tục sao giữ ổn nguyên. Hai là chúng ta phải bù những cái khoáng chất, ví dụ như chanh muối nè, hoặc là nếu đơn giản nhất là chúng ta mua chai Boragi á, chúng ta cũng thêm nước cam, nước chanh, nước vít, nước tắc, nói chung là chúng ta phải bù vitamin C. Vào cái mùa mà thay đổi thời tiết ấy, thì thường là chúng tôi khuyên là bệnh nhân mình đi tiêm ngừa cảm cúm. Thì tiêm ngừa cảm cúm thì cứ vào khoảng tháng 10 thì chúng ta tiêm là ok nhất. Khi có các thắc mắc về sức khỏe và y tế, quý khán giả hãy gọi về tổng đài đường dây nóng 1900 96 9600. Alo Doctor xin nghe và giải đáp trong các bản tin hàng ngày từ 12:30 đến 12:40 trên VTV9. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.